Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xeom Shop. Đây nó không hẳn là một dịch vụ nha, nó không hẳn là được kinh doanh thuần túy, nhưng mà hiện tại thì Xeom Shop mình nó có thêm cái dịch vụ là cho thuê xe để đi với mình. Là đôi khi mình có những cái tour upgrade nhẹ hoặc là nặng, thường là mình tổ chức mà upgrade là thường là dành cho người mới hết, là để cho mấy bạn kiểu chưa bao giờ đi những cái đường khó, không có ai tổ chức đi và cũng không có dám đi. Thì mình hay tổ chức những cái tour upgrade nhẹ dành cho những người mới, gọi là newbie á, giống như là cái tour upgrade Nhân Trạch nếu mà các bạn có xem kênh Xeom Vlog á. Sắp tới thì có những cái tour dài hơn. Nếu mà mình tổ chức á, thì mình sẽ tổ chức cho những cái xe UB, là những cái xe Underbond, xe Naked Bike, Sport Bike. Đại ý là những cái xe có thể đi được những cái đường khó, đá nè, đất đỏ nè, sỏi nè, cát nhiều nè, hay là đường dốc cao, nếu là đường khó là upgrade á, không phải là đường nhựa. Đây là cào cào CRF 150L của mình. Thì cái xe này mình đã độ full bài. Full bài đây không phải là mấy độ, nhưng mà thay thế những cái linh kiện, những cái phụ tùng để cái xe nó tối ưu nhất có thể. Ghi đông cao ráo, ngồi thẳng, có cản chở đồ bô thoáng, rồi bỏ đuôi, lớp ga chuyên nghiệp, tinh chỉnh lại đầu đàn, rồi nói chung là mình làm nó không thuần zin nha. Một chiếc xe cào cào zin, bao gồm ghi đông zin, bô zin, đuôi zin, dè zin, đầu đàn zin, cái gì cũng zin hết. Trải nghiệm nó không có sướng, giống như mình có đi thuê xe ở ngoài, mình đã trải nghiệm thì mình cảm thấy nó không phê. Thì đôi khi có những cái tour mà mình không cần đi cào cào thì mình có thể cho thuê. Thật ra cho thuê cào cào á thì cái rủi ro nó cao lắm các bạn. Cái xe cào cào á, mấy bạn không biết thì mấy bạn nghĩ là nó mắc rẻ hay là này nọ, nhưng mà cào cào đi nó hao lắm các bạn. Ví dụ như xe mình nha, xe mình là cứ mỗi tour về là mình chăm nhớt hoặc thay nhớt nè, rồi thay lọc gió, rửa sạch từ trong ra ngoài, không phải từ trong ra ngoài mà rửa sạch. Quan trọng là cái lớp xe các bạn. Lớp xe nó hao mòn khủng khiếp, nó hao ghê lắm các bạn. Đi cào cào mà bạn đi đường nhựa, nó mòn rất là nhanh luôn. Cái xe của mình nha, cái lúc mà mới thay cái lớp là mình chống chân không tới luôn, mình phải nghiêng hẳn qua bên như này nè. 2-3 ngàn cây số thấy nó hụt xuống miếng, rồi thêm được 1 ngàn cây nữa là thấy giờ cái lớp nó mòn lủng luôn rồi, là chuẩn bị thay cặp lớp. Có nghĩa là nó không giống như một chiếc xe bình thường để các bạn đi upgrade. Khi các bạn đi cào cào á, đúng là nó sẽ tối ưu hơn cho những cái đường khó, nhưng mà bù lại nó sẽ hao mòn rất là khiếp. Các bạn chưa đi các bạn chưa biết đâu, nó hao ghê lắm. Một cái lọc gió nha, một cái lọc gió mới thay, đi đúng một cái tour upgrade Nhân Trạch, đi 30 người á, đi hút bụi cát đổ cuốn lum la, xong về bỏ cái lọc gió ra là lọc gió mình nó màu xanh, về nhà là nó thành màu đỏ luôn. Một tour một duy nhất, đúng một tour một, chưa được 100 km upgrade nữa. Nó tổng km là 170, nhưng mà đi đường nhựa hết hơn 100 rồi. Nó khoảng mấy chục cây upgrade rồi, là giờ phải mất cái lọc gió. Có nghĩa là nó hao mòn ghê lắm, với lại máy móc nó cũng hao mòn nhiều. Mình có quen một anh có cho thuê xe, lại thuê zin á, thì giá bữa đó là 800 ngàn một ngày cho các bạn chơi. Rồi ngày tiếp theo thì cộng lên, ngày tiếp theo cộng lên. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể liên hệ bên Tigit để thuê xe. Còn mình á thì nếu mà mình không đi thì nó sẽ bị dư xe, thì mình cũng có cho thuê luôn. Ngoài cào cào ra thì mình cũng có thêm cái xe cào cào của bạn mình. Bạn mình thì mua xe cũng chỉ để đi với mình, và lâu lâu hay là lâu rồi bạn nó rảnh một ngày xong rồi nó lấy xe và nó đi, thì xe nó bị dư ra mà nó không đi, rồi về nhà để ở nhà nó cũng chật chỗ để qua bên mình, thì mình cũng chưng dụng nó. Mình cũng nói bạn đó là chưng dụng lại để cho thuê luôn. Là nếu như anh em nào mà có nhu cầu thuê cào cào để đi những cái tour upgrade đó, để làm quen với một chuyến đi cào cào, thì ok mình có cho thuê. Thì bên cạnh mấy cái xe này thì mình có nhiều xe lắm. Mình có ba chiếc Cirrus, một chiếc Winnet, một chiếc Exeter, một chiếc FZ 150. Mình sẽ chưng dụng hết để cho thuê luôn các bạn, cho thuê hết luôn. Bắt đầu tính bán á, dư xe nhiều quá tính bán, nhưng mà thôi, xe để chơi rồi dọn lên tới cục cất luôn rồi. Đồ gì cũng mắc tiền á, đó tự nhiên giờ bán ra sao có mấy bạn kêu ngáo giá đồ này nọ, thôi kệ nó, không quan trọng nữa. Giờ để cho thuê luôn. Giá cụ thể thì có thể inbox, nó loanh quanh đâu đó khoảng ngày khoảng từ 800 cho tới khoảng 1,2 triệu á. Thì mình sẽ chốt lại cái giá, tại vì mình còn phải tính cái khoản bảo dưỡng ra nữa bạn. Sau cái tour các bạn đi về mình bảo dưỡng lại. Một cái xe thuần đơn vị nào đó họ mua về họ chỉ để cho thuê thôi, nó khác với một chiếc xe của người chơi họ cho thuê lại, nó khác hoàn toàn. Ví dụ cho thuê người ta về người ta cảm thấy không hư hao gì hết, hoặc là người ta kiểm nhớt xong người ta chăm nhớt, còn tụi mình á là không có chăm mà tụi mình thay. Có nghĩa là cái tính trải nghiệm á nó tối ưu hơn rất là nhiều của một chiếc xe thương mại và một cái chiếc xe của người chơi giống như mình. Rồi đó ok, bạn nào cảm thấy có nhu cầu thì có thể liên hệ qua Xeom Shop hoặc liên hệ với mình, thì mình sẽ có bảng giá cho thuê. Nhưng mà để đảm bảo quyền lợi cho đôi bên thì mình cũng có những cái gì cọc đồ này nọ cái kiểu là mình có hết ha. Thì ok, có nhu cầu thì có thể liên hệ ha. Còn bây giờ thì rửa sơ và giới thiệu một cái dung dịch mới của bên mình. Chắc là video này lên thì đã được bán rồi, cái dung dịch mới của Xeom Shop.
Ok, hello các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Z1 đã được làm thành công sau rất là nhiều lần test ra mắt rồi nha. Giá bán hiện tại đang là 75k. Nếu như các bạn có nhu cầu rửa xe ở nhà, đã sử dụng nhiều loại dung dịch rồi nhưng mà không có được như các bạn mong muốn thì có thể sử dụng thử cái Z1 của mình. Thì nếu như anh em nào mua rửa nhà, rửa xong thì làm ơn cho mình xin một cái feedback, ví dụ như là nó như nào đó, nó chưa đủ sạch hay là như nào đó, các bạn cho mình xin một cái góp ý nha. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với Sam Shop nha. Và những anh em mà muốn mua số lượng nhiều tính bằng 100 lít thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình sẽ có cái giá mà cho anh em làm dịch vụ ha. 130 cho cái dơ như này nè, 130 sẵn là test luôn các bạn. 130 vậy thì mình xài 1,5 lít đi. 1,5 lít 50ml dung dịch dành cho 1,5 lít nước. Tại xe mình dơ mà, cho nên là pha vậy cho nó đảm bảo. Không cần xịt nước trước luôn, thật ra là xịt nước trước thì dung dịch nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà mình đang gọi là xử lý nhanh mà, lười á. Tại mai cho thuê rồi, rửa sạch quá thì mới vừa chạy ra ngoài nó cũng dơ à. Tại xe này đâu cần phải sạch để làm gì đâu, chủ yếu là rửa để còn vệ sinh sên đồ này nọ nữa. Thì cái dung dịch này á, mình xịt lên á là các bạn thấy không, nó sẽ kéo cái bít dơ ra và nó làm cho cái bít dơ mình á, tại vì nó bám chặt vô trong cái bề mặt thì nó sẽ tuột ra, nó sẽ mềm ra. Nó mềm ra thì hồi mình xịt nước lại thì nó sẽ sạch hơn là mình chỉ xịt nước thôi. Thì cái này là kiểu mình làm biến á, làm biến xịt 2-3 lần, mình xịt dung dịch 1 lần và mình xịt nước là đúng 1 lần là xong. Có điều là nó hơi tốn dung dịch, nếu mà các bạn xịt nước trước thì nó đỡ tốn hơn. Rồi ok ha, giờ đó, phải thấy không? Khi mà mình xịt lên á là bây giờ á, cái vết bẩn nó mềm ra các bạn ra đây nè. Cái vết bẩn của xe mình nó mềm ra, nên là mình vuốt cái, nó ra nhẹ nhàng luôn. Nó xe nè các bạn thấy không? Mình vuốt nhẹ nè, nó ra nè. Xịt 1 tiếng sâu vô mấy góc ngách này nè, đó, cái nó lâu chứ bẩn ra. Để 3-5 phút sau, 3-5 phút hay lâu, chừng 3 phút rồi. 3 phút các bạn xịt nước cái là sạch sẽ rồi. Bây giờ mình chỉ còn xịt nước lại thôi. Gọn lẹ chỉ vậy thôi là mình đã ok rồi, xe mình cũng đã tương đối rồi, nó không có dơ quá mà nó cũng không có quá sạch. Còn nếu các bạn muốn sạch bông kim kít, liên hệ Mr. Luân Bảy Đĩ, liên hệ Bảy Đĩ để xe nó sạch nhất có thể. Rồi còn đối với mình, một chuyến đi upgrade về bảo dưỡng thì mình cũng tương đối như vậy thôi, xịt dung dịch lên cho nó mềm chất bẩn ra rồi xịt nước lại. Thật ra các bạn xịt nước không cũng được, các bạn xịt nước không thì nó sạch khoảng 70%. Có dung dịch của xe shop Z1 làm ra thì nó sạch khoảng 85 cho tới khoảng 88%. Còn nếu mà xài Sonat thì khoảng 90 cho tới 92%. Còn 80% còn lại là phải có dụng cụ. Ví dụ như trường hợp này, cái vết bẩn này á, nó là cái nhựa của cào cào á. Cái nhựa của cào cào á, nó giống như là nó bị nhuộm á các bạn. Nó màu trắng thùng tí của nhựa, nó không giống như nhựa bóng của mấy cái xe là dính bơ vô rồi nó hôi, nó không ấy. Nhưng mà cái lớp bóng bảo vệ nhựa nó không còn nữa, cho nên khi mà nó dính dơ á là nó bám luôn, nó giống như nó nhuộm cái nhựa luôn. Cho nên giờ mình cứ lấy tay mình kỳ kỳ, mình cạo 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 nó cũng không ra. Cái này phải có dung dịch tẩy chuyên dụng, chai đó nó cũng không mắc cũng không rẻ, nhưng mà phải có dung dịch tẩy thì nó sẽ trắng lại. Nhưng mà dơ nó dính vô một cái là nó lại dơ như vậy nữa, và nó phải bám như này. Rửa bằng những cái xà bông thường, những cái xà bông làm mềm cũng không được rửa bằng Sonat, mà nó sẽ rửa bằng những dung dịch chuyên dụng dành cho cái nhựa này thì nó không sạch được nha. Nói trước cả hai bên của mình nó đều dơ dơ như vậy đó. Mỗi khi các bạn đi tour với mình, mình hay đăng tour ở đâu hả? Mình hay đăng tour ở trong group Xe Vlog và những người bạn. Các bạn lên Facebook tìm Xe Vlog và những người bạn và đăng tour ở trong Facebook cá nhân. Facebook cá nhân của mình là các bạn lên trang web á, các bạn tìm facebook.com/xevlog là nó ra, hoặc là tham khảo đường link bên dưới ở cái Facebook cá nhân của mình. Thì các bạn thích thì có thể tham gia, thì mình sẽ hỗ trợ hết mức luôn để các bạn có một chuyến đi vào cuối tuần. Giống như ngày mai đi chắc sẽ vui nè.
mai đi 18 xe đi upgrade, rất là thú vị ha. Ok, cùng chờ ngày mai ha. Thường mình rửa xe lấy tiền thì nó khác, còn video này không phải là rửa xe lấy tiền mà là chỉ là giới thiệu với các bạn dung dịch mới và cái dịch vụ mới là cho thuê xe để đi tour. Rồi ok, dung dịch này có bán với giá 70 mấy ngàn một lít, một chai một lít, hoặc là nếu như mà mấy anh em mà muốn mua nhiều á thì mình có bán một can 10 lít thì mua nó sẽ rẻ hơn nha. Rồi, hẹn gặp các bạn ở một video sau. Bye bye.